有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选方会一侧完全。那个正住又扬尊，那个要看高一线，谁赢最势力，谁幕后全部看穿，谁又会知随时舆论流转，好戏即将上演，那捏计算，只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢被名利迷住，谁人能发现，慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远，取舍太易，不需多费事。宋姨，为啥我分入院嘅？死得远矣，乜事呢 ？M 少，con của mình đã mất rồi。mất rồi， 为啥lại mất chứ？ bác sĩ nói có thể tâm trạng của em đã ảnh hưởng tới thai nhi， mất rồi。Anh chấp nhận sự thật đi. Không sao đâu. Không sao đâu. Quan trọng là em bình an vô sự. Sau này anh đừng tới thăm em nữa. Sao em lại nói như vậy? Anh biết là em chịu cú sốc rất lớn, nhưng em đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh lúc nào cũng luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ cho em mà. Anh đừng lo cho em, bây giờ không có gì có thể làm tổn thương em nữa. Anh về đi, em mệt lắm. Sông Di à? Sếp Châu, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ tới thăm em sau. Con của mình đã mất rồi. Bác sĩ nói có thể tâm trạng của em đã ảnh hưởng tới thai nhi. Mất rồi. Anh chấp nhận sự thật đi. Anh Dũng à, sao tới khuya quá vậy? Anh Dũng, ngồi xuống rồi nói, có chuyện gì không? Má lo cho chị hai, má từ từ thôi. Anh Dũng à, sau khi anh thăm chị hai sẽ không gọi điện cho mọi người, má rất lo cho chị. Má ngồi đi. Mọi người đừng quá căng thẳng,
Song Di rất khỏe. Có gì gọi điện hỏi con là được rồi. Em đã gọi cho anh rồi, nhưng mà không gọi được. Chắc là điện thoại của anh hết pin. Con Di có sao không vậy? Nó đang mang thai, thức ăn trong đó mất vệ sinh, thiếu dinh dưỡng nữa. Dạo này má thường xuyên thấy chóng mặt, tụi nó lại không cho má vô thăm. Song Di không biết là nó có sao không con? Song Di không sao đâu, má đừng quá lo mà. Anh Dũng à, mọi người định nghỉ phép để đi thăm chị hai. Nói với chị là mọi người đều rất ủng hộ chị. Anh cũng đi chung nha. Thôi khỏi đi, không cần phải làm quá gì đâu. Chị em không muốn mấy đứa ảnh hưởng đến công việc. Anh Dũng, sao anh lại bỏ đồ dùng trẻ em vô đó vậy? Phải đó. Mấy thứ này đợi em bé chào đời sẽ dùng tới mà. Có phải em bé xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải chị bị sao không anh Dũng? Người công gì nó xảy ra chuyện gì vậy? Má à, đứa bé đã mất rồi. Đứa bé mất rồi. Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy? Má, con gì nó có sao không? Sao lại xảy ra chuyện này được? Sao lại xảy ra chuyện này? Má đừng vậy mà. Đã định sau khi thăng chức cùng con kết hôn sinh con má. Rồi mà. Má gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Anh Dũng à. Má bác sĩ, tình hình má tôi sao rồi? Mọi người ra đi. Bà Hà vì tắc nghẽn mạch máu não dẫn tới tai biến cấp tính. Vì đưa vào bệnh viện kịp thời cho nên tình trạng không có gì quá nghiêm trọng, cũng không cần phải phẫu thuật, không nguy hiểm tới tính mạng. Ở đây theo dõi là được rồi. Sau khi tỉnh lại má tôi có di chứng gì không? Bây giờ bà vẫn chưa tỉnh lại, tôi không dám khẳng định. Nhưng mà thường thì sẽ có những di chứng của bệnh tai biến như là mắt lệch, miệng méo, chảy nước bọt, nói không rõ. Nếu như nghiêm trọng thì sẽ bị liệt, tiểu tiện thiếu kiểm soát. Nói chung là không thể nói trước được chuyện gì. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Chị hai ngồi tù, má lại nhập viện, phải làm sao đây anh? Bình thường trong nhà xảy ra chuyện gì đều do chị hai hạ quyết định. Bây giờ chỉ lại thành ra như vậy. Đừng quá bi quan. Bây giờ má rất cần hai em chăm sóc, cho dù cực khổ tới đâu cũng phải cắn răng chịu đựng. Em sợ nhất là không qua nổi ải này. Gia đình chỉ có mình em là đàn ông, cực khổ tới đâu em cũng phải chịu đựng. Anh cho Tân Dũng xin lỗi. Hà Song Di nói là không muốn gặp ai cả, đã xóa tên anh và gia đình trong danh sách thăm nuôi rồi. Chị ấy không muốn gặp ai hết. Chắc bây giờ chị đang buồn lắm. Tụi mình lại không thể giúp được cho chị. Chị Di thì như vậy, bác gái lại bị bệnh, trong vòng mấy tháng liên tục, xảy ra chuyện gì đâu không à. Nè, nói câu gì dễ nghe một chút có được không vậy? Cái đồ không biết điều. Chung lẽ nói xin chia buồn cùng với gia đình hay sao đây? Chia buồn cái gì chứ, càng nói quá đáng rồi. Mấy người im lặng một chút được không? Mọi người cũng ở đây à? Anh Dũng, cho mấy chai bia đi. Dạ. Anh Dũng à, thường ngày anh đâu có uống bia. Anh muốn uống cứ để cho anh uống đi. Anh Dũng, em uống với anh. Được rồi, bữa nay không sai không về. Cạn ly luôn. Em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn làm vợ anh. Em sẽ học nấu ăn, nấu tới chừng nào ăn ngon mới thôi. Anh có đợi em không? Em muốn đăng ký kết hôn hả? Anh sắp làm ba rồi. Có anh vui chưa kìa? Đương nhiên là vui rồi. Tụi mình trải qua bao nhiêu sóng gió mới kết hôn được, bây giờ còn có thêm con nữa, không vui mới lạ đó. Châu Tân Dũng đồng ý lấy Hà Song Di làm vợ. Sau này dù có thuận hay nghịch,
giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, sẽ cùng nhau chia sẻ. Ba người chúng ta cùng chung một lòng sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất. Anh Trác à, trong số những văn phòng hạng A gần đây, đây là văn phòng lớn nhất đó. Gần đây còn là nơi đặt trụ sở chính của nhiều ngân hàng, còn có phòng giao dịch nữa, rất là thích hợp với việc kinh doanh của anh. Ông chủ à, hình như văn phòng phía trên thích hợp hơn đó. Từ từ, có thêm vài chỗ rồi tính. À, anh Trác à, tôi đưa anh đi xem thử phòng họp nha. Mời đi bên này. Trời ơi, làm gì vậy? Qua đi, muốn chết thì qua đi. Biết pháp phạm pháp, có gì vô tù gửi lịch đó. Tụi bay hại vợ ta phải ngồi tù, còn mất luôn cả đứa bé nữa. Vậy anh muốn sao đây? Ông trời không xử mày, tao sẽ xử mày. Tìm cũng được chứng cứ tới đây nổi điên à. Anh nổ súng đi, cứ việc nổ súng đi. Giết tôi rồi không những tôi toi đời, mà anh cũng toi luôn. Tôi rất muốn xem thử một cảnh sát có lý tưởng, có chính nghĩa sau khi trở thành tội phạm thì sẽ như thế nào. Rồi sẽ có một ngày chính tay tao sẽ bắt mày. Ông chủ, xem như chưa xảy ra chuyện này. À, cô Phương. Mời ngồi. Mọi người gọi tôi là cô Phương chắc đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Đúng vậy, tôi với anh Trác đã chính thức ly hôn với nhau. Hôm nay tôi mở phiên họp này là vì không muốn tin đồn bên ngoài ảnh hưởng tới mọi người. Cho nên tôi chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trác Úc sẽ chính thức rời khỏi Lăng Duệ, và Lăng Duệ sẽ do tôi, Phương Minh Du, toàn quyền quản lý. Tuy là anh Trác rời khỏi Lăng Duệ, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết là anh Trác sắp mở một công ty mới, chắc chắn rất nhiều đồng sự sẽ được ảnh mời qua bển. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể ở lại đây giúp tôi. Để tỏ thành ý, tôi sẽ điều chỉnh mức lương cao nhất có thể và thăng chức cho mọi người. Mời anh Kinh. Đi làm việc chỉ nhìn thu nhập thôi. Nếu cô Phương đã hứa như vậy, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Cảm ơn. Chị Phương yên tâm đi, chúng tôi nhất định đưa Lăng Duệ bước lên đỉnh cao mới. Tôi cũng ở lại. Tốt lắm. Alo. Chị Phương, Tiger tới rồi. Mời vào đi. Tìm tôi có chuyện gì? Cậu Ben, cộng sự ăn ý của cậu đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Của cậu đâu? Tôi hả? Tôi tính ở lại Lăng Duệ để giúp chị. Cậu với ông chủ cậu hiểu ý như vậy, lý nào lại bỏ ảnh chứ? Là tôi tự nguyện ở lại. Tôi cảm thấy chuyện này anh cũng không đúng lắm. Anh kêu cậu làm vậy à? Anh chỉ muốn để lại một người đáng tin cậy bên cạnh chị, giúp chị xử lý công việc, nên anh mới đồng ý để tôi làm vậy. Hay là anh muốn cài cậu bên cạnh tôi để lấy tin đi? Đương nhiên không phải, là tôi tự nguyện mà. Trừ phi chị cảm thấy tôi không thể giúp công ty. Anson, chúng ta quen lâu như vậy, không lẽ chị không hiểu con người của tôi sao? Nếu chị không tin, có thể lập tức sa thải tôi. Thôi được rồi, đi làm việc đi. Tôi biết rồi. Trác Úc ly hôn Phương Minh Du sao? Dọn hết đống tạp chí đi, để sếp nhìn thấy lại nổi cáo đó. Dạ anh Dũng. Sao lại ngồi ở đây hết rồi? Khỏi làm hả? Lao động khổ sai cũng có giờ nghỉ chứ sếp. Cơ quan có quy định không cho nhân viên uống cà phê sao? Chuyện tôi dặn mọi người làm đã làm xong chưa? Hệ thống kho thông tin hôm qua đã làm xong rồi. Vậy tốt lắm. Gần đây lừa đảo kinh doanh có khuynh hướng gia tăng. Tôi muốn anh làm một bản báo cáo lật lại những vụ án trong vòng 10 năm.
Tôi sẽ nhờ bên tổ truyền thông làm một đoạn video tuyên truyền mới. Yes sir. Yes, yes sir. Mấy chuyện này trước đây đâu phải là mình làm đâu. Anh Dũng à, có cần nói cho sếp lớn biết không? Đừng kiếm chuyện nữa. Tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một chút. Em đi với anh. Thôi khỏi. Anh Dũng à, anh đừng quá lo. Tôi có thằng bạn làm trong trại giam đó. Tôi có nhờ nó để bắt tới chị Di. Bây giờ mọi sinh hoạt của chị đều bình thường. Cảm ơn. Anh Dũng. Anh không sao. Cảm ơn mọi người. Tôi muốn yên tĩnh một mình thôi. Tính kêu ảnh nhìn thoáng một chút, hai người là khiến ảnh càng rầu rĩ hơn. Mình thiệt là vô dụng, không có giúp được gì cho ảnh hết. Cô định đi đâu vậy? Đánh quyền. Vẫn còn tâm trạng sao? Đánh để trút giận. Khởi động đủ rồi, đánh với tôi đi. Anh ngủ dậy chưa? Tập trung một chút được không? Sao vậy? Có sao không? Đứng lên đi. Nè, anh điên rồi hả? Cô muốn cái gì cứ nói đi. Tôi dẫn cô tới chỗ này, đi thôi. Nè, nè, anh dẫn tôi tới đây để làm gì chứ? Đợi tôi một chút đi, nhanh lắm. Tôi và Quốc Lương sẽ không bao giờ yêu Sophie. Anh làm gì vậy? Mau xuống đi. Không sao đâu, đợi tôi một chút đi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô còn nhớ tới hôm đó tụi mình? Nhớ chứ. Bữa đó mình nói cả đời này sẽ không yêu nhau mà. Có chuyện gì không? Thật ra hôm nay tôi dẫn cô tới đây là muốn rút lại lời hứa ngu ngốc nhất trong đời của tôi đó. Anh điên rồi hả? Phải, tôi điên vì cô đó. Đừng giỡn nữa mà. Tôi giận thiệt đó. Tôi không có giỡn đâu. Thôi đủ rồi. Anh biết rõ là tôi với anh là bạn thân nhất của tôi. Sao lại nói những lời này chứ? Anh kêu tôi sau này sao có thể làm bạn với anh được nữa đây? Vậy đừng coi tôi là bạn nữa. Xem như là bạn trai cô có được không? Chị Di xảy ra chuyện rồi, cô cần một bờ vai để mà nương tựa mà. Phải đó. Dạo này tâm trạng của tôi xuống dốc, tôi rất buồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận anh. Anh có biết anh nói như vậy sẽ làm cho tôi mệt mỏi hơn hay không? Phi à, bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Tôi thật sự không muốn nghĩ tới mấy chuyện này đâu, anh hiểu không? Sao Phi à? Tư Nhã, cô ở bên Mỹ có khỏe không? Mọi người rất nhớ cô. Mau chóng khỏe lại nha. Chúng tôi đều ủng hộ cô, Song Phi. Tư Nhã, sao vẫn chưa nhận được tin của cô vậy? Tôi muốn nói cho cô biết, chị Hai gặp chuyện rồi. Tôi biết tôi không nên làm phiền cô chữa bệnh, nhưng nếu cô nhận được email thì lập tức trả lời nha. Rất nhớ cô, Song Phi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao lại như vậy chứ?
Tôi cố tình qua đây tìm cô. Tôi vừa bật máy tính lên. Rốt cuộc ở Hồng Kông xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghĩ chắc cô không về Hồng Kông nữa. Những chuyện xảy ra ở Hồng Kông cô đừng quan tâm nữa. Tại sao? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sao Madame lại bị ngồi tù? Chị ấy không phải kết hôn với sư phụ sao? Tôi không rõ nữa. Sao anh lại không rõ? Người Madame đụng trúng là Tiger, còn anh là nhân chứng mà. Chuyện này liên quan tới Trang Út phải không? Là chuyện ngoài ý muốn, cô đừng nghĩ bậy mà. Anh không chịu nói cho tôi nghe hả? Chỉ có thể trách cổ xui xẻo, đơn giản là vậy. Kim à, anh nói dối. Cảm ơn Tina. Tôi sẽ nhớ cô. Tôi cũng vậy. Cô cũng vậy. Phải khỏe nhé. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi. Đỡ hơn chưa? Anh tới làm gì? Muốn cho cô sự ngạc nhiên. Anh hại người khác xong rồi không có chút áy náy hả? Người anh hại là anh Dũng và Madame đó. Tôi không muốn ảnh hưởng tới bình tĩnh của cô. Anh kêu Tiger và Ben thông đồng với anh Kim, người tạo khẩu cung du quan Madame à? Lúc đó tôi với cô đang ở đây mà, tôi không biết gì hết. Vậy sau đó thì sao? Họ như định có báo cáo với anh mà. Họ chỉ muốn tốt cho cô thôi, không muốn cô lo nghĩ. Nhưng anh Dũng chị Di đều là người vô tội. Tôi sẽ bù đắp cho họ. Bù đắp bằng cách nào? Lại là tiền nữa hả? Anh có biết anh hại họ tới nỗi không cưới nhau được, Madame ngồi tù còn mất luôn đứa bé nữa. Phải, tôi đã hết bệnh, tôi không cần lo nghĩ. Nhưng sau này tôi làm sao đối mặt với lương tâm của mình? Đây là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan tới cô mà. Sao lại không liên quan tới tôi? Chuyện này do tôi gây ra. Tôi mới là người có tội. Tôi phải về Hồng Kông đầu thú. Tôi phải về Hồng Kông đầu thú. Nè Tư Nhã, nghe tôi nói đi. Bình tĩnh nghe tôi nói đi. Nè, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cho dù cô về đầu thú cũng không có ích lợi gì đâu. Cô nói chuyện này ra, cậu Kim sẽ thế nào? Cô muốn cậu Kim ngồi tù à? Là tôi hại Madame. Tôi có lỗi với họ. Tôi có lỗi với họ. Họ không trách cô, họ cũng sẽ không giận cô. Họ chỉ hận mình tôi thôi. Sau này có chuyện gì tôi gánh hết. Không liên quan tới anh, tôi không cần anh gánh. Những chuyện anh làm tôi không thể nào chấp nhận được. Quan niệm của tôi với anh không giống nhau. Tôi không bao giờ làm bạn với anh. Vì cô, tôi đã ly hôn Anson. Ngay cả Lan Duệ, mạng sống tôi cũng không cần. Cô không có chút cảm động sao? Sau này anh được tới tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh hai ơi, anh đang ở đâu vậy? Đang ở căn hộ bên Mỹ. Một mình anh tôi sao? Tư Nhã đâu? Dạo này cô khỏe hơn chưa? Khỏe hơn trước nhiều. Hôm nay cô thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Vậy hai người đã đi đâu ăn mừng sinh nhật vậy? Không có, chỉ đi ăn cơm thôi. Sao nhìn anh buồn quá vậy? Vui lên đi, anh coi nè. Chúc anh hai thông minh đẹp trai của em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Anh mau cầu nguyện đi, để em thổi nến rồi ăn bánh giùm cho anh luôn nha. Xong rồi. Em còn khách sáo đâu nha. Em có giận anh bay qua Mỹ không cùng em ăn mừng sinh nhật không? Từ ngày anh cấm đầu làm việc, khó khăn lắm, bây giờ mới có cơ hội được nghỉ ngơi. Hôm nay là sinh nhật của anh, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Em thật sự mong là anh có thể tìm được hạnh phúc của mình đó. Anh còn tưởng là em sẽ giận anh chuyện chia tay với anh Sơn chứ. Em nghĩ thông suốt hết rồi. Em không nên đánh giá
tình cảm của anh chị. Giả lại anh đã rất lo lắng cho chị rồi. Nè, cô muốn biết hồi nãy anh cầu nguyện gì không? Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu đó. Anh không tin những chuyện này. Anh mong là ngày nào em cũng sống vui vẻ. Niềm vui thực sự là được chọn lựa, dễ lắm mà. Anh thông minh như vậy, chắc anh biết nên làm gì. Mỗi năm sinh nhật đều có em ở bên cạnh là anh vui rồi. Anh hai, I love you. Ông chủ đã làm theo lời của anh dặn, chuyển tên mấy căn nhà ở cảng đảo vào danh thiên rồi. Tôi không muốn bàn công việc. Ý gì đây? Cho chó ăn. Kêu quản lý ra gặp tôi. Ông không hài lòng à? Thêm một chút gia vị cho hai người nha. Nếu có thuốc độc ở đây càng tốt. Cậu ngộ quá ha. Bị điên rồi hả? Cứ tin tôi kiện cậu tội uy hiếp không? Ai sợ mấy người? Sở trường của mấy người là du khống mà. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là em trai của Hà Song Di. Anh Trác, anh Diệp, chuyện gì vậy? Đầu bếp của anh làm phiền tôi. Tránh à, cậu bị điên rồi hả? Muốn bị đổ việc à? Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu ta. Dạ, ngày mai anh khỏi phải đi làm. Được, tôi cũng không muốn nhìn thấy đám cặn bã này. Anh Khánh, xảy ra chuyện gì vậy? Hỏi anh cô kìa. Anh hai, có chuyện gì vậy anh hai? Anh là bạn của em mà. Anh Khánh, cô đừng theo tôi nữa. Tôi biết lần trước anh rất giận nên mới nói như vậy thôi. Tôi thật sự không muốn mất đi người bạn với anh đâu mà. Cô làm ơn đừng phiền tôi nữa có được không? Tôi chỉ muốn làm chút chuyện gì cho chị của anh thôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Bộ tôi đáng ghét như vậy sao? Tóm lại tôi với cô không thể tiếp tục làm bạn. Cô đừng bám theo tôi nữa. Tôi không biết tôi nên mắng cô hay cảm ơn cô đây. Tại sao cô cứ muốn làm bạn với tôi? Tôi nhớ rồi. Cô nói là tôi rất giống một người. Người đó quan trọng lắm hả? Người đó, người đó là bạn trai của tôi. Tôi hiểu rồi. Cô chia tay với người ta, bây giờ lại thấy nhớ, muốn tìm tôi lấy lại cảm giác yêu đương đó phải không? Cô làm ơn đừng điên khùng nữa. Tôi không đếm xỉa cô đâu. Nếu như cô nhớ ảnh thì tự đi tìm ảnh đi, đừng bám theo tôi nữa. Tôi cũng muốn đi tìm ảnh lắm đó, nhưng mà ảnh đã mất rồi. Tóm lại tôi với cô không thể làm bạn. Cô đừng bám theo tôi nữa. Vô đi. Chưa ngủ à? Anh, em làm anh thức hả? Không, muốn tìm em nói chuyện thôi. Nói chuyện hôm nay à? Xin lỗi anh, em chưa tìm hiểu kỹ sự việc để lên giọng trách anh rồi. Phải rồi, sao em lại quen em trai Hà Song Di vậy? Ảnh tên Hà Song Khánh. Trước đây Tư Nhã bị thương nhập viện, em tới thăm Tư Nhã, nhìn thấy anh hát hò cổ vũ cho Tư Nhã, từ đó em mới biết ảnh. Vậy em với cậu ta? Anh đừng có hiểu lầm mà. Người ta có vợ rồi, tụi em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng mà cậu ta rất giống bạn trai trước đây của em. Em biết, em hiểu rất rõ, họ là hai người khác nhau. Em biết rõ mình đang làm gì. Tuy là em còn rất nhớ anh Lương, nhưng em không thể suy nghĩ ích kỷ vì cảm giác bản thân mà làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh hai à, anh với chị không thể cố giãn được nữa hay sao chứ? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Đừng trách em lên lớp anh nha. Em cảm thấy lần này anh ích kỷ và bướng bỉnh nữa đó. Nên ông trời mới trừng phạt anh. Tư Nhã không chịu đón nhận anh. Anh coi chừng tới già, không có ai mà bạn với anh đó. Có em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ai thèm ở bên anh chứ. Thôi, ngủ đi. Ngủ ngon nha. Má, hôm nay má ăn ngon miệng quá hả? Má,
khỏe lại nhiều rồi. Sao Di có sao không con? Má, tinh thần của chị hai bây giờ rất tốt. Tụi con thường xuyên tới thăm chị. Má không cần phải lo lắng đâu, phải không Phi? Phải đó má, tụi con rất khỏe, chị hai cũng rất khỏe. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là má phải mau chóng khỏe lại. Phi à, tình hình của má hiện giờ, sau khi xuất viện phải tìm người chăm sóc cho má. Anh Dũng đã trả viện phí rồi, tiền thuê người anh em mình phải tự lo. Anh yên tâm đi, em sẽ lo mà. Chị em làm gì vậy? Bây giờ vẫn chưa tới nữa. Anh gọi cho chị thử đi, có thể chị đang tăng ca đó. Bà xã, em đang ở đâu vậy? Anh à, chuyện gì vậy? Em bị ngân hàng sa thải rồi. Hả? Sa thải? Sao lại như vậy chứ? Cũng tại em vô dụng, không còn trẻ trung, tiếp thị không được. Đúng lúc công ty cắt giảm nhân viên, họ cho em nghỉ luôn rồi. Trời ơi, không sớm không muộn sao lại sa thải vào lúc này chứ? Anh nói nhỏ tiếng thôi. Được rồi, từ từ tính. Được rồi. Anh à, anh khuya lắm rồi sao chưa ngủ? Anh đang suy nghĩ. Đừng nghĩ nữa mà, cũng tại em hết đó. Không có liên quan gì em. Ông xã, qua đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó. Chuyện tiền bạc để mai rồi tính ha. Em à. Anh đã nghĩ ra một cách có thể giải quyết tất cả vấn đề, còn có thể trút giận giùm cho chị hai nữa. Cách gì vậy? Nhưng mà cách này phải có em đồng ý ủng hộ cho anh, vậy anh mới làm được. Tôi đang lên lớp đó, cô đừng làm học sinh tôi sợ. Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói. Anh muốn tôi đợi bao lâu đây chứ? Má tôi đang bị bệnh, chị tôi ngồi tù, cô đòi ly hôn vào lúc này có tuyệt tình quá hay không? Anh không thể trách tôi tuyệt tình được. Tôi lấy bao nhiêu năm nay, anh có cho tôi được cái gì? Anh có đem tiền về nhà hay không? Có cho tôi hưởng phúc hay không vậy? Bộ lúc trước tôi ép cô lấy tôi sao? Trời ơi, cứ xem như là lỗi của tôi đi. Bây giờ tôi tỉnh rồi, không muốn sai lầm tiếp nữa. Anh ký tên ly hôn đi, trả tự do cho tôi đi. Đủ rồi, cô đừng nói nữa mà. Anh không chịu nghe thì ký nó đi, thủ tục tôi nhờ luật sư làm hết rồi nè. Anh ký cũng được, không ký cũng được, tôi để ở đây. Đồ đạc ở nhà tôi dọn hết đi rồi, những thứ còn lại nếu không cần anh cứ bỏ đi nha. Anh nói gì đi, cảm thấy khó chịu nói ra sẽ thoải mái hơn mà. Vợ của anh, thường ngày vợ của anh cũng dữ dằn lắm hay sao hả? Tôi vừa nghèo vừa vô dụng. Bao nhiêu năm nay, cho dù tôi cố gắng tới đâu, cũng không thể cho cổ cuộc sống ổn định. Cô chịu theo tôi lâu như vậy cũng đã hiếm thấy rồi. Tôi là một người thất bại, công việc thất bại, ngay cả hôn nhân cũng thất bại rồi. Tôi là người đúng là vô dụng mà. Anh đừng chà đạp bản thân mình, sao vô dụng được chứ. Nè, anh biết nấu nướng, hát hay, còn biết đàn guitar nữa. Anh giỏi hơn rất là nhiều người đó, tôi nói thật mà. Cô đừng giấu tôi nữa. Nếu như tôi là phụ nữ cũng không chịu đi theo loại đàn ông này đâu. Tôi thấy anh giỏi thiệt mà. Chỉ sợ là tôi không thể qua được ải này.
cô không hiểu được đâu. Sao tôi lại không hiểu chứ? Anh biết không hả? Trước đây bạn trai tôi mất, chút nữa là tôi tự sát rồi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được cơn đau khổ đó, anh biết không? Chỉ cần anh không bỏ cuộc, không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Cô đúng là rất tốt. Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa mà. Đúng vậy, đâu phải là chuyện gì lớn lao, cũng đâu phải là ngày tận thế, phải hy vọng chứ. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Cô đã tuyệt tình như vậy rồi, nếu như còn níu kéo chỉ làm khổ nhau thôi. Bây giờ cổ còn trẻ, cứ để cổ đi đi. Hy vọng là cổ tìm được hạnh phúc đời mình. Giờ anh rời khỏi anh, cổ thiệt thòi mới đúng chứ. Từ giờ phút này trở đi, tôi phải làm lại cuộc đời. Ừ, anh nhất định sẽ làm được mà. Cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu ra tôi không phải vô dụng. Ừ. Thế giới này vẫn còn hy vọng, tôi phải cố gắng lên. Ừ. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Ừ. Hà Song Khánh, mày phải cố lên, mày không phải là phế nhân. Hà Song Khánh, tôi sẽ ủng hộ anh. Mấy tháng sau. Alo, bà xã, tụi anh đang đợi chị hai. Má có sao không? Em chăm sóc cho má nghe. Nói với má là chị sắp tới thăm má. Vậy nha. Nè, sao lâu quá vậy? Cũng không biết nữa. Anh Dũng à, hay thử hỏi cảnh sát chừng nào chỉ ra không? Vô ích thôi, họ không nói đâu. Đợi thêm chút đi. Anh Dũng yên tâm đi, chị Di ra đây nhìn thấy anh em tụi mình á, chắc chắn chị vui lắm đó. Đúng đó, nếu chị hai biết anh đã sắp xếp cùng chị qua Hy Lạp đám cưới, nhất định rất ngạc nhiên. Mấy tháng nay cổ tránh mặt không chịu gặp mọi người, anh sợ cổ nghĩ ngợi quá nhiều tự làm khổ mình. Lát nữa gặp được chị hai, tụi em phải ăn nói thận trọng đó nghe. Hả? Ừ. Ok ok, xuống xuôi bài hết đi. Uống đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh Dũng, chuyện gì vậy? Song Di đi rồi. Đi rồi. Anh nhờ bạn hỏi đồng nghiệp ở trong đó, thì ra hôm qua cổ không khỏe nhập viện. Sáng nay tới giờ được ra, cổ đã xuất viện rời khỏi đây rồi. Sao lại như vậy chứ? Sao trại giam không báo cho mình biết hả? Trại giam không có trách nhiệm thông báo cho mình biết đâu. Chị hai cũng thiệt tình, ít nhất cũng phải báo chúng ta một tiếng chứ. Điện thoại chỉ không mở máy, không biết chỉ đi đâu rồi. Có khi nào chỉ về nhà muốn làm cho mình ngạc nhiên không ta? Phải đó, đem gọi điện cho vợ của em coi sao. Không cần đâu, cổ cố tình tránh mặt mình đó. Về thôi, đừng nói với má mình không gặp được Song Di nghe. Nói Song Di đang mệt, qua nhà anh nghỉ ngơi rồi. Dạ. Đi thôi. Dạ. Tại sao lại tránh né anh? Song Di, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc là em đi đâu? 8 giờ đúng, gặp ở đài phun nước. Anh Dũng. Sao vậy? Không nhận ra em à? Mấy tháng nay em không cho anh vào thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh rất lo cho em. Em không sao hết. Trả cho anh nè. Hả? Tại sao vậy? Ở trong tù em đã suy nghĩ rất kỹ. Tụi mình chia tay đi. Tại sao em lại làm như vậy chứ? Anh biết cuộc sống trong tù rất khó khăn,
Anh xin lỗi em, anh không thể giúp em. Nhưng dù khó khăn tới cỡ nào, tất cả đã qua rồi, tụi mình sẽ làm lại từ đầu mà. Anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em mà. Rồi mình sẽ sống vui vẻ như ngày trước mà. Không thể được. Được mà, anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Em chỉ vi phạm giao thông, không phải tội danh nghiêm trọng, cũng không liên quan tới vấn đề uy tín. Có thể nộp đơn xin xem xét kháng cáo, có thể phục chức mà em. Em không muốn làm cảnh sát nữa. Vậy thì làm cái khác. Tại sao lại phải chia tay? Anh không hiểu em gì hết. Anh không hiểu em. Anh không hiểu thì em nói tới khi nào anh hiểu mới thôi. Nói anh nghe em đang nghĩ cái gì có được không? Hồi xưa tụi mình liều mạng như vậy, thật ra không có ý nghĩa gì hết. Trác Út làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng tới cuối cùng cũng không gặp quả báo. Em không còn ngây thơ như xưa nữa. Anh tưởng em còn tin thế gian này có công lý, có pháp luật hay sao chứ? Em phải là một người có tiền có quyền, phải kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ em và gia đình em. Song Di à, thế giới này không đen tối như vậy đâu. Em chịu cú sốc quá lớn nên mới suy nghĩ tiêu cực. Thật ra không phải là như vậy đâu. Anh đã đăng ký mua vé máy bay cùng em bay sang Hy Lạp để đăng ký kết hôn. Em đừng có suy nghĩ quá nhiều, du lịch về rồi tính tiếp có được không? Anh đừng nói nữa. Em sẽ không kết hôn với anh. Sống với anh chỉ làm cản trở em. Vậy đi. Song Di, em đừng như vậy mà. Em còn nhớ những gì em hứa với anh không? Em có nhớ không? Bỏ đi. Cho dù trước đây em từng nói gì, đó đều là quá khứ. Nếu em sống với anh chỉ làm cho em không vui, không bao giờ có được hạnh phúc. Song Di, Song Di à. Tại sao em lại trở nên như vậy? Người này không phải là em nữa rồi. Đây chính là em, nhưng không phải là em trước đây.成敗裡多少感到內。